Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người trở lại với kênh Cá Cảnh của mình. Thì mình làm video ha. Hôm nay thì mình làm video buổi chiều nè. Rồi mình sẽ có tầm khoảng 2 dòng cá mình đang chuẩn bị là mình thanh lý đó các bạn. Nếu mà các bạn mà có ai mà muốn chơi cá ha, rồng xanh Indo, mình sẽ thanh lý bài rồng xanh Indo là bài 7 màu full gold của mình. Đây. Đây là dàn cá trống của rồng xanh Indo. Cá giống mình thanh lý luôn, cá giống, cá ấy đồ hết luôn nha các bạn. Đuôi vây rồi đó là tốt, để mình múc ra cho các bạn xem nha. Đuôi vây rồi đó là tốt. Nếu mà các bạn mà mình thanh lý hết bài này chỉ có 500k thôi. Nếu mà bạn nào mà thích chơi thì cứ việc ghé mình ấy nha. Cái này là mình không có ship nha các bạn. Mình thanh lý nguyên bài, cái này là mình không có ship. Đây, con cá trống bộ đuôi hết hồn cho các bạn xem. Đó, rất là to. Đây nữa nè bạn, cái dòng này của mình cái đuôi rất là to, rất là bung luôn ha. À, mình sẽ thanh lý hết bài này tầm khoảng 500k, thì ai mà có thích chơi thì cứ việc chơi. Còn nếu mà các bạn mà muốn chơi với số lượng ít thì các bạn có đặt cá của mình với cái mức 200k trở lên thì mình sẽ khuyến mãi cho các bạn thêm một cặp cá rồng xanh Indo này nữa về chân cho đẹp chơi thôi ha. À, đây là bên rồng xanh Indo nha. Còn đây là cá bên đó là mình có hai hồ ha. Còn bên đây cũng là mái rồng xanh Indo đó nè. Rất là nhiều cá bên đây luôn ha. Mình muốn dẹp hai dòng này để mà mình làm cái khác, mình chơi cái này nuôi hoài đẻ hoài chán rồi các bạn. Nó thẳng như vậy, nuôi hoài đẻ hoài chán, mình không thích chơi dòng này nữa. Còn đây là full gold. Full gold của mình cũng thanh lý luôn. À, bài này thì số lượng cũng khá là đông, tầm khoảng 40 cặp 50 cặp gì đó. Đó, bên đây một hồ nè, với lại bên đây nữa nè, mái gọc bên tay cá tơ rồi bên đây luôn đó. Tổng cộng là hết hai thùng như vậy thì mình sẽ thanh lý cho các bạn cũng đâu để mình tính sơ coi khoảng bao nhiêu được cho các bạn nha. Ai thích muốn nuôi chơi thì cứ việc ghé nhà mình hốt về nha. Cái này thì mình sẽ không ship ha, cái này thì mình sẽ không ship. Thì cái này á là đấy các bạn, 400k thôi ha, 400k cái bài này đó. Hoặc là các bạn bắt cá của mình đơn hàng 200k thì mình cũng sẽ tặng một cặp này về chơi đó. Đó là cái hai dòng cá mà mình dự định thanh lý ha. Ngày hôm nay mình thanh lý rằng mình lấy hồ mình nuôi dòng khác nha các bạn. Mình sẽ chuyển qua, chắc mình sẽ chuyển qua dòng khác luôn. Mình không chơi rồng xanh và full gold rồi nữa ha. Rồi, cái đó là cái phần về thanh lý cá. Còn một phần nữa mình muốn nói tới luôn là cái này là cái sơ sót của mình ha, gây ra cái hậu quả của mình là mình phải gánh chịu. Nhưng mà mình muốn chia sẻ cho các bạn, nhiều bạn rút kinh nghiệm nha, chứ để bị như mình là rất là hối tiếc ha. Thì hồi sáng này đó, cái mình khoe với các bạn là cái bài full red BDS của mình là nó đẻ cá con, mình vớt ra cũng tầm khoảng 50-60 cá con thì các bạn cũng thấy đó. Rồi mình thấy con cá mái cái bụng nó cũng còn bự, mình sợ nó còn đẻ nữa, thành ra mình vớt con cá mái mình bỏ vô trong cái hũ chung với cá con luôn. Nhưng mà cuối cùng á thì cái con cá mái nó lại gây họa cho mình. Mình hồi nãy là mình tức tới nỗi mình muốn vớt con cá mái mình đổ, đem đi đổ cống luôn đó các bạn. Đó nè, nó cá con thì nó ăn thì mình không nói đi ha, nó cắn nè các bạn, nó cắn thiệt hại quá luôn. Còn có giờ từ 50-60 con mà giờ còn có 9-10 con, tức dữ lắm ha. À, nhưng mà thôi, sẵn đây thì mình giới thiệu lên cho các bạn, giới thiệu lên cho các bạn để mà các bạn rút kinh nghiệm, chứ đừng để mà như mình ha, để thiệt hại rất là uổng. Mình thì do là lúc trước á thì các bạn thấy mình đem cá đi đẻ là bình thường, kể cả full red kia nè, các bạn thấy cá con của nó nè, vớt con cá mái ra đẻ xong rồi mình vớt con cá mái trả cho về, bày cá con gậy nguyên, coi ghét gen ear, coi ghét ear gì đó, giờ cũng vậy, vớt ra đi đẻ rồi là vớt cá mái trả cho về thôi. Còn đàn cá con thì để trong cái hồ đẻ đó nuôi bình thường ha. À, nó không có cái hiện tượng mà con cá mái mà nó quá hung hăng mà nó đi với cá con mà nó cắn để dẫn đến thiệt hại rất là nhiều. Nè, con cá mái nè, mới vừa thả vô nè, mình tức dữ lắm luôn với cái con cá mái này. Tại vì cái con cá trống này cái bộ vây lưng rất là tốt, mình nói thật. Bộ vây lưng con cá trống này mình rất là hợp nhãn ha, bộ vây của con cá mái cũng rất là ok.
nó đẻ được hai bầy, bầy sau được năm mấy sáu chục con mà nó cắn còn có mười mấy con thôi. Cái bầy đầu của nó nè được 9 con nè, đó cũng bự bự rồi đó. Thì cũng tính là đợt sau mình sẽ có phương ráp BDS mình chia cho các bạn chơi, rồi mình cũng giữ lại 5 cặp tầm khoảng 5 cặp để mà mình làm giống chơi thôi, chứ mình đâu có giữ lại chi cho nhiều dữ vậy. Mà cái này là thiệt hại luôn rồi, coi như là hư hết bầy, không thể nào mà nói được luôn ha. Đó thì ý định thanh lý rồng xanh và full gold của mình đó, thì ai nhanh tay còn chậm tay thì hết nha. Nguyên một bài rồng xanh trên dưới là cộng mấy trăm con á, mình nói thật rất là đông luôn, cá giống luôn, cá tơ ha. Cá tơ thì ở trên hồ này, tại vì cá trống á mình vớt mình tách ra đó, bầy cá tơ ha. Có trong đây có hai con cá nó bị nhiễm, còn lại á, còn là hàng tuyển lại không đạt nha. Đó trên dưới mười mấy con trống, còn ở dưới đây nữa nè, máy rồi rất là nhiều ở dưới này, thêm vàng cá giống nữa ha, luôn vàng cá giống và vàng cá máy bên kia là cũng trên dưới 200-300 con gì đó. Đó mình dự định là mình sẽ thanh lý nó hết luôn. Các bạn mà muốn chơi thì các bạn cứ việc là ghé nhà mình, liên hệ inbox Facebook của mình rồi ghé nhà mình ha. Còn bạn nào mà nhiều quá các bạn muốn bắt ít á, thì các bạn mua những cái loại cá khác của mình. Những cái loại cá khác của mình sẽ đơn hàng trên 200.000 thì mình sẽ tặng một cặp rồng xanh Indo ha, hoặc một cặp full gold về cho các bạn chơi nha. Nãy giờ mình quậy quậy lên mình cũng ấy, mình ngừa bệnh cho tụi nó. Mùa này cá nó hay bị ấy dữ lắm, mình cũng thường hay ngừa bệnh cho mấy đàn cá của mình ha, chứ không có gì hết trơn. Đàn cá rất là khỏe, thật sự là vậy, đàn cá rất là khỏe đó các bạn, khỏi phải lo đó. Thì những cái dòng cá mà mình có thể share cho các bạn á, thì ở đây mình có dòng Tiger Half Moon nè, Tiger Half Moon 30k, đối với lại dòng Dumbo Red cũng 30k. Đây để mình cho các bạn xem Dumbo Red bên đây. Dumbo Red của mình lên tay bơi rất là tốt, đang bên Platinum nè, hàng tơ nè. Bên đây là máy, là giá 30k một cặp. Máy là bầu bì nha. Máy này là máy đang ôm trứng luôn, về thả trung chấm hơn tuần lễ là 2 tuần lễ sau, lạng khoảng 2 tuần lễ sau là có các con, 3 tuần lễ là có các con rồi. Nó khỏi phải lo về chuyện mà đẻ gì hết trơn á. Cá đó là khỏe. Đó. Đó là cái nội dung video ngày hôm nay nha. Còn cái hàng Corret này á thì hiện tại mình đã hết rồi. Mình đã hết ha, mình chỉ còn những con này để mà mình làm giống thôi. Lượt lại những con máy để mà làm giống thôi. Đó. Thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn lại các bạn vào video tiếp theo của mình nha. À quên nữa, mình còn rồng gen ha, rồng gen. Mình còn quên cái thằng này nữa. Rồng đỏ gen ribbon. Giá 40k. Ha, rồng đỏ gen ribbon giá 40k. Đây là trống. Còn bên đây là máy nè, bên đây là máy gen ribbon ha. Hàng ghép bông thì hiện tại thì mình chưa có, máy nó còn nhỏ quá, mình chưa có bắt ra được ha. Rồi bye bye, tạm biệt các bạn, hẹn lại các bạn vào video tiếp theo của mình.